biểu cảm buồn bã, thất thần của Lily and Mick khi không nhận được bất kỳ món quà nào trong fansite của nhóm. Tại một sự kiện ký tặng vào ngày 13 tháng 7 vừa qua, cô nàng Lily, thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc and Mick, đã bị cô lập hoàn toàn và không nhận được bất cứ món quà nào từ người hâm mộ. Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, người ta có thể thấy rõ vẻ u sầu, tổn thương, buồn bã của Lily. Cô liên tục nhìn xuống dưới đất và ngồi lặng lẽ một góc, thi thoảng quay sang ngước nhìn những chị em cùng nhóm đang vui vẻ, hào hứng với nhiều món quà từ người hâm mộ. Đôi khi thấy người khác nhìn mình, cô gái nhỏ gượng cười nhưng không thể giấu được vẻ ghen tị và tủi thân trong đôi mắt. Khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người đã cảm nhận được tình cảnh vừa căng thẳng gượng gạo vừa đau lòng. Một số cư dân mạng thì chỉ trích các thành viên khác không đồng cảm, chia sẻ và an ủi Lily. Được biết, NMIC là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được ra mắt năm 2022, nhóm bao gồm 6 thành viên nữ. Trong khi 5 cô gái còn lại đều có quốc tịch Hàn Quốc, thì Lily là thành viên duy nhất mang hai dòng máu Lai, Hàn, Úc. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cô không nhận được sự yêu quý từ người hâm mộ. Các chuyên gia nói rằng, quan niệm đồng nhất về sắc tộc và văn hóa của Hàn Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến nạn kỳ thị trẻ Lai. Ông Jun Pyong Chung, giáo sư triết học tại Đại học Quốc gia Gangwon cho biết, mặc dù số lượng gia đình đa văn hóa tăng mạnh trong xã hội Hàn Quốc, song những đứa con Lai vẫn bị kỳ thị do nhận thức đã ăn sâu trong tâm trí người dân. Đa số người Hàn không xem chúng là những người thuần Hàn Quốc. Trước Lily cũng đã từng có nhiều thần tượng cho biết họ phải nhận những sự đối xử không lành mạnh vì là con Lai. Bàn về vấn đề này, ông Kook Seon Chu thuộc Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa Hàn Quốc nêu ý kiến. Nhiều năm qua, mọi người luôn xem Hàn Quốc là một quốc gia thuần chủng. Vì vậy, hiện tượng đa văn hóa ngày càng tăng mạnh, trở thành mối đe dọa đến tính thuần chủng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi sống trong một xã hội toàn cầu thì mọi người nên mở rộng các khái niệm về người thuần Hàn Quốc. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ cùng Tám TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị.